Giá thuê căn hộ dịch vụ tại Hà Nội âm thầm tăng. Dòng vốn FDI gia tăng đã thu hút nhiều chuyên gia quốc tế đến Việt Nam, làm tăng nhu cầu và giá thuê căn hộ dịch vụ. Giá thuê trung bình của sản phẩm nhà ở này đạt 601.000 VND/m2/tháng, tăng 4% theo quý và 5% theo năm. Việt Nam đang thu hút làn sóng FDI thứ tư vào các lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn và năng lượng tái tạo, làm tăng nhu cầu về nhà xưởng và hạ tầng công nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp xanh. Việt Nam hiện đang là một điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ vào bối cảnh chính trị, sự phát triển kinh tế ổn định và chi phí nhân công cạnh tranh. Theo thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính tới cuối tháng 6 năm nay, tổng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam đạt 15,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Việt Nam cũng đang đứng trước cơ hội đón nhận làn sóng FDI lần thứ tư, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, điện tử, năng lượng tái tạo. Trong bối cảnh nguồn vốn FDI dồi dào, một số phân khúc bất động sản có sự tăng trưởng nổi trội, gồm có căn hộ dịch vụ và bất động sản công nghiệp. Theo báo cáo nửa đầu năm 2024 của Savills, nguồn cung căn hộ dịch vụ quý 2 năm 2024 đạt 6.096 căn, tăng 0,3% so với quý 1 năm 2024. Tỷ lệ lấp đầy đạt 83%, tăng nhẹ một điểm phần trăm theo quý và theo năm. Giá thuê trung bình của sản phẩm nhà ở này cũng đạt mức tốt hơn ở 601.000 VND m 2 tháng, tăng 4% theo quý và 5% theo năm. Hiện tại, căn hộ 2 phòng ngủ chiếm lần lượt 58% và 53% nguồn cầu căn hộ dịch vụ ở khu vực trung tâm và các khu vực khác. Trong khi đó, phần lớn khách thuê ở khu phía Tây lại trụng loại căn hộ có diện tích nhỏ như studio hay một phòng ngủ đánh giá về sự tác động của nguồn vốn FDI đến thị trường căn hộ dịch vụ, ông Matthew Paulo, giám đốc Savios Hà Nội cho biết, dòng vốn nước ngoài đổ vào Việt Nam đã thu hút nhiều chuyên gia quốc tế đến làm việc, tạo nên một phân khúc khách hàng chủ chốt cho thị trường căn hộ dịch vụ. Họ thường lựa chọn thuê căn hộ dịch vụ do các đơn vị quốc tế quản lý vận hành, đáp ứng được nhiều yêu cầu về chất lượng dịch vụ. Sự phát triển cơ sở hạ tầng cũng là yếu tố có vai trò to lớn trong việc tăng tính hấp dẫn của phân khúc căn hộ dịch vụ. Theo báo cáo của Savios, Hà Nội dự định sẽ đẩy nhanh việc triển khai các dự án then chốt, bao gồm cầu Thượng Cát, cầu Vạn Phúc Bắc qua sông Hồng, đường gom phía đông cao tốc Pháp Vân, cầu rẽ và tuyến đường nối Mỹ Đình, Ba Sao, Bài Đính. Những tuyến đường này được kỳ vọng giúp giảm thời gian di chuyển từ trung tâm Hà Nội, nơi tập trung nhiều căn hộ dịch vụ, tới những khu công nghiệp lân cận. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, từ năm 2024, có khoảng 5.909 căn hộ dịch vụ sẽ được cung cấp từ 17 dự án sắp tới. Một số dự án tiêu biểu bao gồm Park Royal Service Swiss Hà Nội, Epic Tower, Fusion Swiss và Tây Hồ Complex. Thêm vào đó, Swiss Bell Hotel International, một đơn vị vận hành quốc tế, sẽ gia nhập thị trường Việt Nam thông qua dự án Epic Tower. Dự kiến, các đơn vị vận hành quốc tế sẽ chiếm tới 55% trong tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ trong tương lai để đáp ứng.